Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Ngày mới chúc cô chú các anh chị và các bạn vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Sáng sớm ngày hôm nay thứ sáu ngày 16 tháng 2 năm 2024, Giải trí miền Tây tiếp tục cập nhật tình hình giá mít Indo ruột đỏ để cô chú các anh chị và các bạn có giá chính thức để tham khảo. Giá mít hôm nay có biến động, hầu như các vựa mít đã làm việc trở lại. Tình hình giá cả sôi động hơn. Giá mít Indo ruột đỏ cũng như giá mít Thái Lan những ngày hôm nay biến động tăng giảm trở lại. Giải trí miền Tây ngoài cập nhật tình hình giá mít Indo ruột đỏ, giá mít Thái Lan còn cập nhật một số thông tin về kỹ thuật, về giải trí, tình hình lúa gạo và tất cả các loại giá nông sản. Cô chú các anh chị và các bạn trở vào trang chính của Giải trí miền Tây để theo dõi những video phù hợp để cô chú các anh chị và các bạn cập nhật giá cả. Giá mít Indo ruột đỏ ngày hôm nay hầu như tất cả các kho mít đã hoạt động trở lại. Chính vì thế giá sôi động trở lại. Các chợ đã mở cửa hoạt động trở lại cũng như tình hình cửa khẩu thông thoáng. Một số kho đang chuẩn bị hàng xuất khẩu. Chính vì thế giá mít Indo ruột đỏ cũng như mít Thái Lan giá cả dao động trở lại. Giải trí miền Tây chia sẻ giá mít Indo ruột đỏ sáng sớm ngày hôm nay có giá chính thức như sau. Mít loại nhất 8kg trở lên giá 36 đến 37 ngàn đồng một ký. Mít loại nhì 6 đến 8kg giá 26 đến 27 ngàn đồng một ký. Mít Indo ruột đỏ loại 3 xô có giá 12 ngàn đồng một ký. Và để giá mít cao hơn, cô chú các anh chị và các bạn chú ý về mẫu mã, về chất lượng. Bởi mẫu mã có đẹp, chất lượng có ngon, đi phân đúng kỹ thuật, xịt thuốc đúng thời điểm, mít to tròn, trái nặng ký, giá thành sẽ cao hơn. Đó là những điều cô chú các anh chị và các bạn cần tập trung. Bởi tình hình giá mít cao, chúng ta phải có hàng đẹp, hàng chất lượng để bán được giá mít nhất, mít nhì để có giá cao nhất. Giải trí miền Tây xin nhắc lại giá mít Indo ruột đỏ loại nhất 8kg trở lên có giá 36 đến 37 ngàn đồng một ký. Mít loại nhì có giá 26 đến 27 ngàn đồng một ký. Mít Indo ruột đỏ loại 3 hàng xô có giá 12 ngàn đồng một ký. Đây là giá mít Indo ruột đỏ mà thương lái thu mua tại vườn của cô chú các anh chị và các bạn. Cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian quý báu xem hết video này. Đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ cũng như ấn vào cái chuông để cô chú các anh chị và các bạn luôn nhận được thông tin sớm nhất mỗi khi Giải trí miền Tây phát hành video mới. Xin chào, hẹn gặp lại video sau. Cảm ơn, bye bye.